Xin chào các bạn, hôm nay đại lý Toto Tuấn Đức chúng tôi xin giới thiệu với các bạn những cái mẫu lavabo đặt bàn của Toto và gần như là đầy đủ tất cả các mẫu sản phẩm mà đặt lavabo đặt trên bàn của Toto. Ví dụ như cái mẫu sản phẩm đầu tiên các bạn vừa coi đây thì cái mẫu này nó có cái mã hiệu là LW896JVF, giá của bên hãng là 3.450.000, các bạn mua có thể được chiết khấu thêm. Đó, thì cái mẫu này thì nó được thiết kế thì tôi đánh giá là nó khá là đặc biệt và kích thước nó cũng tương đối lớn. Đó, thì sang cái mẫu thứ hai thì ở đây thì cái mẫu này thì nó thuộc là lavabo đặt bàn nhưng mà nó có cái thiết kế về nó trũng ở bên trong nhưng mà cái thành bên ngoài nó ngắn thấp hơn, thiết kế thì nó độc đáo và đẹp hơn và kích thước của nó cũng tương đối là dài. Cái lavabo này mã với kép là mã sản phẩm là LW645JNVF. Còn là các bạn nếu mà nhà của bạn có cái kích thước nó tương đối nhỏ, nó không có được lớn thì có thể chọn qua những cái mẫu này. Mẫu này cũng đang rất là được bán chạy tại của Toto. Cái mẫu này là mẫu LT5615C. Mẫu này thì nó cũng có cái vòi gắn trên trầu, các bạn có thể mua vòi cổ thấp gắn vào rất là thật phù hợp. Khi mà các bạn mua thì nó sẽ chưa có cái chặn xả nha các bạn. Đây, khi mà mua nó sẽ là phần sứ thôi nha. Tương đối nhỏ, khá là đẹp. Em coi kỹ lưu tâm mẫu này vì nó bán cũng bán khá là chạy của Toto. Mẫu này thì nó cũng tương tự mẫu nhỏ nhưng mà có cái vòi nó gắn ở bên ngoài nha. Mẫu này là LT5715. Mẫu này cũng được rất là nhiều khách hàng lựa chọn. Rất là đẹp mắt. Và các bạn có thể cần những mẫu lớn hơn. Đây, ví dụ như là mẫu này là mẫu giống như mẫu hồi nãy nhưng mà kích thước nó lớn hơn. Đây là LT5616 nha. Mẫu này là LT5615, đây là LT5616C. Thì chiều ngang của nó là nó dài hơn 10 cm. Cái kia dài 50, cái này dài 60. Đó, mẫu này cũng bán rất là chạy. Rồi, mẫu này thì là LT5716. Giống mẫu kia nhưng mà dài hơn. Thì thường thì theo tôi tư vấn thì các bạn nên chọn những cái thằng 5716 với 5616 để kích thước nó rửa nó rộng hơn, rửa thoải mái hơn. Chặn chàng xả chàng ở đây thì đủ hết. Rất là đẹp. LT5716 nha các bạn. Giá cũng tầm 3 triệu mấy. Đây mẫu này thì khá là lớn nha, khá là lớn. Những cái mỏng mà có chữ L với đúp ở trên cũng khá là lớn. L với đúp 648 CJT1 nha. Mẫu này thì nó cũng phân khúc là đắt tiền rồi đó. Giá gốc tầm 8 triệu mấy. Đây thiết kế của nó khá là thấp ở bên ngoài, bên trong khá là rộng nhưng mà rửa khá rất là thoải mái đó. Khi các bạn mua nó chưa bao gồm cái chặn xả đâu nha, nó chỉ là phần sứ thôi nhá. Logo tôi nó đặt ở vị trí này đó. Và mẫu tiếp theo giới thiệu các bạn là cái mẫu đặt bàn mà nổi lên trên luôn. Mẫu này thì cũng bán cho công trình tương đối là nhiều. Nhà dân thì cũng ít người dùng lắm nhưng mà công trình thì nhiều lắm. Mẫu này là LT710CTR. Đây, LT710CTR. Hơi cao nha các bạn, hơi cao nữa. Vòi gắn ở trên này nha. Đó. Hoặc là các bạn muốn một mẫu như vậy, ưng ý, mà muốn thấp hơn á thì thằng này. Này là LT710CSR. Thằng này thì đắt hơn kia một chút, nhưng tầm mà vài trăm thôi lại, không nhiều. Nhưng mà nó thấp hơn kia, rồi nó thuận tay hơn cho mấy đứa có nhà mà có trẻ em nhỏ thì nó đứng nó rửa tiện hơn. 710CSR nha các bạn. Đó, mẫu này bán cũng rất là chạy nha các bạn. Rất là chạy. Đó. Đây, tiếp theo mẫu tiếp theo thì các bạn là LW573JVW. Đây, LW573JVW. Là bộ đặt bàn tròn. Thằng này thì nó được thiết kế viền siêu mỏng. Rất là mỏng. Rất là mỏng, khả năng cũng rất là dễ bể nên là dùng mẫu này cũng nguy hiểm. Mà cái kích thước của thằng này á là chiều ngang bán kính là 42 nha. Đó, 573 là vị đúc 573. Thằng này không có lỗ thoát tràn nha các bạn. Tràn là nó tràn luôn á. Cũng rất là thiết kế độc đáo. Mẫu tiếp theo là vị đúc
895. Thằng này thì thường là cũng ít người mua hơn kia, kia thấy nhiều người mua hơn. Lúc 895 mà. Vì lúc giá nó cũng tương đối mềm, mình mua luôn. Tầm 2 triệu mấy cũng lại. Đây, tiếp theo là mẫu này. Mẫu này là mẫu tôi hay nói là mẫu ta bộ đặc bàn hình quả trứng á. Mã là LT 367CR. Kích thước bán kính là 500 nha các bạn. Đây, thiết kế dòng thoải như này. Mẫu này cũng được nhiều người chọn vì nó thiết kế rất là đặc biệt, độc đáo. Nhiều người không thấy nó đẹp nhưng mà nhiều người thì lại thấy đẹp, nhưng mà nó thuộc dạng cá tính độc đáo. Rồi, mẫu này là được rất là nhiều người chọn các bạn. Thiết kế dạng như cái tô đó. Tô rất là lớn. Kích thước của nó là bán kính là 43 nha. Ngang 43, rộng 43. Đó, cao là cao 16. Từ dưới lên 16. Mẫu này cũng bán rất là chạy. LT 523R. Đây, mẫu này thì nó thuộc dòng cao cấp, rất là cũng ít người mua. Nhưng mà tại vì nó đắt thôi chứ không phải là tại vì nó không đẹp. Này là mã là BGS02WE. Đó. Trong này đây nó là bằng nhựa FGB nha, bằng nhựa nha các bạn, không phải bằng sứ nha. Đây nhìn nó khác không? Đây, hai này nhìn khác nhau không? Đó. Tiền nào cũng thấy luôn. Đó, to to đây. Con này nó khoảng tầm mười mấy triệu á. Labo không nha. Mấy triệu. Đây, này cũng vậy, mấy triệu. Này thì là bằng bằng nhựa FGB luôn, trắng. Đây, tiếp theo giới thiệu các bạn mẫu này. Mẫu này thì bán chạy nè, nhưng mà nó dòng cao cấp nha. Thì những cái dòng này các bạn nhìn qua nó sẽ thấy sứ nó sẽ khác hơn kia, sứ nó sáng hơn kia. Đây là LT1615C. Là giá chiết khấu rồi nè, dao động tầm 5 triệu mấy, 6 triệu mấy một cái. Cái này nè, là lần này là LT951C. Các bạn thích đặc biệt nổi nè. Diện tích rộng mà để rửa nè, viền mỏng nè. Đó, vị trí đặt ở vị trí đây. Mẫu này cũng nhiều người họ nghĩ vì công năng sử dụng nó khá là tiện. LT951C nha. Còn nếu mà các bạn muốn nó nhỏ hơn tí á, LT950C là nhỏ hơn 10 cm nha các bạn. Thằng này là đang coi là 60, chiều ngang 60. Còn nhỏ hơn thì chiều ngang 50. Mẫu tương tự vậy nha. Tiếp tục là mẫu này. LV1617. Mẫu này kích thước khá là lớn, nhà nào mà cũng như có cái bàn đá rộng nha, lớn thì gắn mẫu này rất là đẹp. Đó. Mẫu này cái chiều ngang của này là 70 nha mày, 70 cm nha, hơn nửa mét. Còn có loại giống như vậy nữa mà nhỏ hơn tí thì LT1616 nha. Đó, thì thằng đó thì kích thước của nó ngang là 60 thôi. Đó, còn chiều rộng với chiều cao thì nó bằng nhau. Cao này cao 7 cm nè, rộng 460, 46 cm. Mẫu này cũng khá là đẹp đó. Nhưng mà về giá thành thì cũng khá là nó cao, phân khúc giữa khách hàng nó cũng sẽ ít đi. Rồi, tiếp giới thiệu các bạn đây, mẫu này là cái mẫu LT1717 nha. Đó. LT1715. Nó có hai dòng thì nó giống như vậy, thiết kế như vậy. Thằng này giống kia nhưng mà thằng này cái vòi gắn ở bên ngoài. Đó, khá là đẹp. Tiếp theo này là L1716. Đây, những dòng mà tôi giới thiệu các bạn ở bên hướng bên này thì nó cao cấp hơn, giá thành nó cũng sẽ cao hơn. Này giá nó khoảng tầm là 5 triệu 7 à, chưa chiết khấu, khấu rồi tầm 4 triệu mấy. Các bạn liên hệ thì có giá chiết khấu cứ mãi giá tốt hơn nha. Labo này thì nó thuộc dòng cao cấp, thiết kế đặc biệt của nó là cái có cái trạc sứ nữa. Chỗ này cái đèn nó hơi chập chờn. Mẫu này thì nó giá nó khoảng tầm mười mấy triệu các bạn. Cấp này, những dòng này đắt tiền, này thì đắt tiền, cái này thì đắt nhưng mà rất là đẹp, về chất liệu mang sứ rất là đẹp. Các bạn hãy nhìn tổng quan sơ qua nữa không, nó khác. Đây, thằng này là LT953. Này thì bán rất là nhiều người chọn nè. Nhà nào mà kích thước lớn mà muốn mua tô tô
giá hợp lý này, LT953 rất là phù hợp. Ngoài ra còn có LT952 nhỏ hơn nữa, giống vậy mà nhỏ hơn nha. Đây mẫu này cũng rất là được mọi người ưa chuộng nè, viền mỏng nè. Hồi nãy là LV573 là viền viền mỏng nhưng mà hình tròn, hồi này là LV574 các bạn, viền mỏng nhưng mà hình vuông nha. Đó đó, thì hiện tại tôi đã cho các bạn xem tổng thể hầu như gần như là đầy đủ của logo đặc bàn của Toto. Thì những mẫu này hiện tại thì đang được bán tại đây Tuấn Đức chúng tôi. Nếu mà quý khách có nhu cầu muốn liên hệ đặt hàng có thể liên hệ qua số điện thoại hotline bên dưới hoặc là truy cập website tdm.vn đặt hàng trực tuyến. Chúng tôi sẽ hỗ trợ giao hàng cho các bạn khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội và các tỉnh thành lân cận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp.